Generally, so when we are sick, when we are uncomfortable and physically and mentally, whatever we have unpleasant and suffering, and we also cannot, in order to handle all those suffering. So whatever we call it negative karma, this negative karma can cause a result then going into the, which is three lower rungs. So this is three lower rungs suffering. We cannot compare to and this life, whatever we have physically or mentally and the suffering. Thầy giảng câu Guru Sangya Guru Chichiman ở trang 24. Thầy nói rằng là khi bệnh, khi khó chịu thân tâm, không hài lòng, không có những cái nỗi khổ mà chúng ta không thể gánh, chúng ta tạo bất thiện nghiệp, chúng ta sẽ bị quả báo đọa vào tam ác đạo. Và cái khổ ở tam ác đạo thì không thể nào có thể mang ra so sánh với cái nỗi khổ mà chúng ta có ở đây. Cái nỗi khổ của tam ác đạo thì vô cùng là khổ sở, vô cùng là khủng khiếp. So if we understand it and precisely, so this life, whatever we are suffering, and when we correct the negative karma, this negative karma can cause or result the suffering as a comparable, so much suffering. So even during that time suffering, and when we rebirth and tirilorons, no matter whatever suffering in this life, cannot compare it to. So even that kind of suffering we have, so that must be believed cause and the karma effect, and very precisely and always thinking and always must be concerned. Nếu chúng ta hiểu một cách tường tận thì đúng rõ là nhân nào quả nấy, thì cái khổ của tam ác đạo là không thể nào tưởng được so với cái nỗi khổ của thế gian mà chúng ta chịu ở đây. Cho nên là chúng ta phải luôn quán sát, phải luôn tinh sâu và phải luôn để tâm để mà tỉnh giác, để mà có thể tránh đi cái nỗi khổ đó. So your means and cause of the karma, never means cause of a result. So whatever we engage to positive karma or negative karma, so that never dissipate, so always with our consciousness. And sometimes when we wishing is a positive, but mostly doing things always negative, and then cause of karma result, we can see, we can hear, everything is very much very clearly, but we always and forget and always no mindful.
Những gì chúng ta đã gây tạo thì không bao giờ mất đi, nó luôn theo ta vào trong thân ấm và nó luôn ở trong tần số tâm thức của chúng ta. Nhân quả rất là chắc thực. Sorry. So sometimes ordinary mind, ordinary thinking, karma and the cause of effect, we cannot see, we cannot hear, but actually not true. So whatever we can see, whatever we can feel, everything cause and karma affected. Like for example, you can look and directly. So everybody eventually vision is the same. Nobody wishing to suffering and miserable situation. Everybody wishing to have a good life and happiness. When we wishing same, but unfortunately, whatever we engage to karma, that cause of a result. So you can see some people even working extremely hard, but very, very difficult to build up. And the strong furniture, always poor condition and harsh conditions. Some people not that working very hard, but always have good life and good health, because that depends really duty of the parcel of karma. So that reason like meant to be that way. That is we can see, we can hear everything is which is. Cause and the karma effect. Theo khái niệm của thế gian với người trần tục của chúng ta, có nhiều người nói rằng là nhân quả chẳng có đâu, không nghe không thấy gì cả. Nhưng mà không phải, thầy nói tất cả những việc thuộc về thấy và nghe đều nằm trong vòng tròn của nhân quả. Chúng ta có thể thấy rằng là thế gian của chúng ta, mọi người tất cả đều muốn vui, muốn hạnh phúc, muốn sung sướng, không ai muốn mình phải khổ cả. Nhưng khi làm thì họ lại tạo bao nhiêu là ác nghiệp. Theo cái luật nhân quả thì sinh nhân thì phải gặp quả, thì nhân đã gieo quả phải có. Cho nên là khi mà họ gây tạo những cái ác nghiệp thì quả đến phải là những cái ác nghiệp, chứ không thể là những cái thiện lành được. Thì thầy nói rằng là chúng ta có thể thấy rằng là nhiều người họ làm rất là nhiều, họ cố gắng, họ nỗ lực rất là mạnh mẽ trong cuộc sống, nhưng họ nghèo, vẫn hoàn nghèo, họ vẫn sống trong cái điều kiện rất là khó khăn, đói khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Còn có những người, người ta không có nỗ lực nhiều, người ta làm như chơi như vậy, nhưng mà cuộc sống của người ta rất là an yên, có cái đời sống mạnh khỏe, sức khỏe thì tốt, và điều kiện tài chính thì rất là an yên. Thầy nói rằng là nhân và quả, tất cả những cái thuộc về nghe thấy ở trong thế gian này, tất tần tật những điều đó đều thuộc về nhân quả, chứ không phải là nhân quả không có, không nghe và không thấy. So why happened like this? Even we are called Dharma practitioner, but we do not act always and virtuously. Always we incur our non-virtuous things daily our life. So when this daily our life, when develop non-virtuous things, so then continually in order to be created, which is negative karma. So then why are we create negative karma? Well, this negative karma can cause of effect always and suffering and miserable situation. Dù chúng ta được gọi là hành giả, nhưng mà luôn luôn không phải là lúc nào chúng ta cũng làm thiện, hầu như chúng ta đều tạo bất thiện hạnh. Khi đã hành tạo bất thiện hạnh thì đương nhiên cái bất thiện hạnh đó sẽ tạo nên bất thiện nghiệp, và nhân đã là bất thiện thiện nghiệp thì quả sẽ phải là quả khổ.
So now ordinary life, which is like this. So then we pay homage lamas and the lineage masters. Please compassionately look after all sentient beings we requesting. Và đã như vậy cho nên là chúng ta cầu khẩn đến đạo sư và chư tổ dòng truyền thừa, xin hãy quan tâm đối ngoại con và tất cả chúng sinh. Lê là gì chi tiêu và xin dê lộ đa đạo sư nên là chắc xem chế lan tổ nè là tâm mộc mà lan tổ chú yên cho sẽ sử mộc nhẹ vọng cho chú miên cho sẽ vọng bộ sá sẽ tổ. Lê là gì chi tiêu và xin dê lộ đa đạo sư nên là chắc xem chế lan tổ nè là tâm mộc mà lan tổ chú yên cho sẽ sử mộc nhẹ vọng cho chú miên cho sẽ vọng bộ sá sẽ tổ lâm chân thu đi tổ. Lê là gì chi tiêu và xin dê lộ, which means blessing. Bless us that we can cast completely. What we cast? So normally in Buddhism, if you are genuine Buddhist practitioner, so we need in order to believe in the cause and the karma effect. If you don't believe, you don't cast the cause and the karma effect, so they're not really Buddhist, you know. So that means we do many wrong things if we don't believe cause and karma effect. We can stealing, we can lie, we can cheating, we can killing, because not believe karma and cause effect. So then we sing, we pray homage to all the learned masters. So bless us that we come to trust completely cause and karma effect. We request it. Câu Lê La Di Chê Chê Hoa Chinh Di Lớ, thầy nói rằng là chúng ta hướng nguyện đến đạo sư và chư tổ dòng truyền thừa, xin hãy gia trì cho con thâm tín nhân quả. Là hành quả thì chúng ta buộc phải tin nhân quả, nếu chúng ta không tin nhân quả thì chúng ta phạm vào những cái bất thiện hạnh. Thì nếu chúng ta phạm vào những bất thiện hạnh như là chúng ta trộm cắp, lừa đảo, nói dối gạt đủ thứ như vậy, thì chúng ta không thể nào mà có kết quả tốt được. Chúng ta không thể nào có cái quả tốt cho một cái nhân như vậy được. Cho nên chúng ta hướng nguyện đến chư vị, xin cho con thâm tín nhân quả. Chúng ta thấy là ở trong Sadhana ghi là: thầy ơi, xin thầy nhớ nghĩ đến con, đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con, giữ gìn cho con thâm tín nhân quả. Đó là đàn sẽ nên là chẳng sẵn chế làm đó này là tâm mộ mơ đó mơ đó. We have our enemies and the claim to friends. So always we hate it, like whoever doesn't like, and particularly and we becoming and your enemies, we always hate it and criticizing and gossiping, talking very badly and behind. When even we see our temperature going up like 99%, whoever had it always, and whoever our friend and the relatives, so even they do wrong things, then we always try to protect her and always try to patch up all those things. So then we had it enemies and we touch it to, and the friend is always also beaten that correct, which is a negative karma. Thầy đọc câu Đa Ra Đang Xem Nghi La Chắc Xem Chi. Chúng ta thấy rằng là ở đây Sadhana dịch là: con ghét kẻ thù liếng tham bằng hữu. Thầy nói rằng là đối với kẻ thù, chúng ta luôn có những cái khái niệm. Với những người chúng ta khái niệm là kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta chỉ trích, nói xấu, làm rất là nhiều những cái điều để mà hạ cái người đó xuống. Và đối thậm chí là nói tới người đó hay là nghe tới người đó thì mặt chúng ta đỏ bừng lên, huyết áp thì cao lên vì sự giận dữ. Còn đối với bản thân của chúng ta thì chúng ta luôn luôn bảo vệ, chúng ta luôn luôn nói tốt, chúng ta luôn bình phục.
Thì hai cái hành hoạt này, cái ghét bỏ và cái bám chấp binh vực bảo vệ này, tất cả những cái này đều chúng ta đang tạo ác nghiệp cho những cái hành động như thế này. L'andorone là tâm một mantra thôi, which means lost in the darkness of ignorance. We do not know what we do accept or reject. So which is long means and practice Dharma learning. Tor means like which is rid of or purify, we can say. So when Langdor, when we did learning and the provocation practice, so we do not understand it very clearly. So which is turning to very dark and very heavy our head, and turning to complete covered by and darkness. So this is called which is ignorance. So beginning time to until now we are reborn, redied, and many lifetimes. So sometimes we reborn precious and alive. Sometimes and jealousy got wrong. Sometimes and got wrong till the high wrong. Sometimes reborn also till the low wrongs. So all through we come in that way. So that reason, so we cannot clarify and ignore it, and the darkness can always cover. That reason we are reborn and redied again, again in the samsara. Thầy đọc cô Randonela Timuk Muntatom. Ở trong sách Dana chúng ta thấy rằng là dịch rằng là lạc trong bóng tối mê muội vô minh, không biết được điều gì cần theo cần bỏ. Thầy nói rằng là chúng ta lạc ở trong bóng tối và của sự vô minh che phủ bao bọc như vậy, chúng ta không biết điều gì cần chấp nhận và chúng ta không biết điều gì cần từ bỏ. Và chúng ta Từ Londo là chúng ta không thể nào mà có thể mà từ bỏ được cái sự ám tối nặng nề của vô minh mà bao phủ lấy chúng ta. Từ vô thủy kiếp chúng ta đã tái sinh trôi lăn trong luân hồi sinh tử như thế này. Có những đời thì chúng ta sinh vào thân người, có những đời chúng ta vào thân của Atula, ngạ quỷ, địa ngục hay là ba cõi thấp. Thì như vậy chúng ta không thể nào, chúng ta chưa thể nào mà có thể làm cho xua đi bóng tối của sự vô minh này. Chính vì vậy chúng ta cứ trôi lăn mãi trong luân hồi. Chuyên cho sẽ một niệm vào chỗ. When we practice Dharma, when we practice Dharma, we fell into the dullness. So when we practice Dharma, so normally not that easy, because we don't have a good habit. So then, particularly when we practice, we have three obstacles. Saying, which means our mind always very busy. Mok means like feel not really clear, like very dark. Ni, which means and then always like feel like sleeping mind when we practice. So that kind of obstacles when we practice Dharma, because it is a habit and a good habit we don't have. So we, when we reborn, we died many lifetimes, so we have which is a bad habit. So then bad habit and ignorance can everything is a cover. So then very hard to when we go into the Dharma.
Chúng ta có cầu cho Jin Jose nhìn mức nhi quang cho người tu thì tâm mê mờ trì trệ. Thầy nói khi chúng ta hành trì, tâm của chúng ta thường lạc vào hôn trầm, vì bởi vì chúng ta đã không xây dựng thói quen tốt từ nhiều đời. Khi chúng ta hành trì, chúng ta có ba chứng ngại, chúng ta lại có ba chứng chúng ta lạc vào. Thứ nhất là trạo cử, thứ hai là tối ám, và thứ ba là hôn trầm. Và vì đã xây dựng thói quen xấu trong nhiều đời như vậy, và luôn luôn bị vô minh che như vậy, che chắn như vậy, cho nên chúng ta không có dễ đi vào trong pháp. Cho nên khi chúng ta đi vào trong pháp thì chúng ta lạc vào những cái trạng thái tâm thức như thế. So let me practice dhamma, and particularly in meditation or before going to bed, reading dhamma book, and especially when you lying down and reading dhamma book, no need to read the three chapters. So when you read first chapter, put it in your face dhamma books, then you sleeping and then you start snoring. So when you involved any like non-dharmic things, like watching like samsarically and the worldly movie, sometimes even watching morning continuously, also watching all night, and reading just like a love story or story, ordinary book, also sometimes I can see people reading even into morning and without any those kind of obstacles. Because of no drama, you know, and then I was sorting him and very clearly, and then always reading. Khi chúng ta hành trì, đặc biệt là chúng ta thiền trước khi ngủ, hoặc là chúng ta đọc sách thuộc về pháp Phật, thì chúng ta, thí dụ như chúng ta được dự định là đọc hai chương, nhưng mà chỉ đọc một chương rồi thì chúng ta bắt đầu rơi vào ngủ gục và bắt đầu ngáy. Nhưng mà khi chúng ta làm những cái điều không thuộc về pháp, tức là làm những cái điều phi pháp, thì chúng ta, ví dụ như chúng ta xem tiểu thuyết, hay là chúng ta xem phim chưởng, hay là cái này cái kia, thì thầy nói là chúng ta xem từ xuyên đêm cho đến sáng ngày mai, và thấy cảm thấy rất là nỗ lực, rất là thích thú ở trong đó, thì đó là những cái hoạt động nó không thuộc về pháp và nó thuộc về thói quen của chúng ta từ lâu, nên chúng ta rất là thấy là thích thú. Sometimes even we can see when we practice meditation, and whoever may has heavy operations and ignorant. So meditation is very much turned into like sleeping pill. When start meditation, and then head also going down, and then start snoring, and the sleep also coming from off. Thầy nói với những người mà có sự vô minh và che chướng nặng đó, thiền trở thành thuốc ngủ. Thì ngồi xuống chưa được bao nhiêu hết thì đã bắt đầu gục ngủ ngáy, và như vậy là chảy nước miếng nữa. So, lama cheno, tuji nyoto se. So, we have that kind of mind and that kind of obstacles. So then we paying homage to all the lineage lamas, please, and be blessing and help us with requesting. Và với cái tâm nặng nề che chướng đó, chúng ta hướng nguyện tới đạo sư chư tổ dòng truyền thừa, xin hãy gia trì cho chúng con. Nhu mô đó chúng ta xin dự lọc. So I called enemies and ignorant, you know, and these are all the far cousins. So if we understand really the Dharma very precisely, most our nasty enemy is which is far cousins, because from beginning to until now taking body in the wrong direction, which is far cousins. No matter this life, our like you thinking, you consider having enemies, somebody punches you, somebody high speed you, somebody score you. That's not your enemy. This cannot affect you and bring in the laurels.
So maybe you heard temporarily here that, but in my understanding, there's really whatever happened, there's like echo, you know, every time. But most, if we understand that, most nasty enemies, which is far poisons, and particularly in this sub-grasping and anger and the ego. So many times hurt us, so many times, so many lifetimes of brain into the wrong direction, but we do not understand. We always like keeping inside, always like punish, always keep very quickly. Chúng ta, vì sao những chúng ta nói rằng là chúng ta cái kẻ thù? Bởi vì chúng ta để cho ngũ độc của chúng ta lấp đầy thân tâm của chúng ta và chúng ta đi theo nó, chính vì lý do đó mà chúng ta có kẻ thù. Nếu chúng ta hiểu pháp một cách thâm sâu thì chúng ta biết rằng là kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta chính là ngũ độc của chính mình, vì chúng ta đã lạc lối từ nhiều đời lắm rồi. Ngũ độc đó chính là tham sân si mạn và nghi. Và thầy nói rằng là dù có ai đánh chúng ta, tổn hại chúng ta, la mắng chúng ta hay là tát vào mặt cho chúng ta, thì những người đó có thể xúc phạm chúng ta một chút, nhưng những đối tượng đó không thể nào có khả năng đưa chúng ta vào ác đạo, mà chính ngũ độc của chúng ta mới có khả năng đưa chúng ta vào ác đạo. Bởi chúng ta đã rất là tôn vinh ngũ độc này, cho nên là chúng ta luôn luôn nhất, thầy nói nhất là cái sự giận dữ và cái bản ngã, cái tôi của mình, chúng ta đã đi sai đường, chúng ta đem nó vào trong tâm, chúng ta cung phụng nó, đánh bóng nó, mời nó ngồi, cho nó ăn hàng ngày và tôn vinh nó rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó hành hạ chúng ta vô cùng tận. Cho nên ngũ độc, đặc biệt là sự giận dữ và cái tôi rất là lừng lẫy của chúng ta, chính là kẻ thù đáng sợ nhất và kinh khủng nhất của chúng ta, chứ không phải là những đối tượng bên ngoài. So, how do we can in order to distort our nasty enemy is far poisons, and particularly ego and anger and jealousy. So that we need to practice and learning mind training in order to we can destroy or pacify. So that we pray, calling Guru and saying, please bless us to pacify all the far poisons. Now I analyze the most nasty and harmful enemies, which is not ordinary enemies, so which is far poisons. Làm sao chúng ta có thể diệt được năm độc, đặc biệt là sự ganh tị, sự sân hận và ngã chấp của chính bản thân chúng ta? Chúng ta cần phải nỗ lực hành trì, ra sức hành trì để mà tịnh hóa. Và ngày hôm nay chúng ta đã nhận ra điều đó rồi. Chúng ta nhận ra rằng là kẻ thù đáng sợ nhất là ngũ độc, chứ không phải là những đối tượng bên ngoài. Vì vậy chúng ta hướng nguyện đến chư tổ dòng truyền thừa, xin hãy gia trì cho chúng con để chúng con có thể tịnh hóa được năm độc này. From the outside, we are prepared to be genuine practitioners. So it looks like outside, so that person is like practitioner and talk very nice, and he's talking also false and the kind thing, and always like talk Dharma things, like genuine practitioner. But not really go into the Dharma that person. Nandorasa Chudamandipe. Our mind have not blended with the Dharma. What?
Yeah, and then it's not turning to in our mind, which is in the Dharma. Thầy đọc câu chi ne te na giang đắc cho bi giúp chúng ta thấy trong sách Na Na ghi rằng là nhìn tướng bên ngoài thấy giống người tu. Thầy nói rằng là nhưng tâm bên trong không thuận chánh pháp. Thầy nói rằng là nhìn bên ngoài thì chúng ta như là một hành giả thực thụ, chúng ta nói về nhân quả, chúng ta nói về pháp, chúng ta nói thao thao bất tuyệt như là những hành giả rất là chuyên cần, rất là tinh tấn, nhưng mà thực ra là không phải. Tâm của chúng ta không thấm pháp, thân khẩu ý chúng ta không đặt vào pháp hành, thì chúng ta chỉ là một học giả. So that reason sometimes at this time, this century, many people, they are even not a genuine Dharma practitioner, they little bit hear Dharma, and then they are using that word very much like weapon and like teaching truth, then come to Dharma center and using their mind and then cheat to other people that way, and actually more negative karma. Another answer, Chidama, if we our mind not turning to and the Dharma, Dharma and our mind not like turning to inseparable. So then actually something happened and we always join and always that things really happened. Thầy nói rằng là vì vậy thế kỷ này có nhiều người không có phải là hành giả tự thụ, người ta nghe nhiều về pháp và người ta có khả năng một chút thì người ta đi đến trung tâm này trung tâm nọ, người ta dùng những lời lẽ đó làm công cụ để lừa người khác và tạo thêm rất là nhiều ác nghiệp. Thầy nói nếu như tâm và pháp của chúng ta không có trở thành đồng nhất, không trở nên bất nhị, thì khi cảnh đến tất cả mọi thứ nó không có hơn người đời. So even that claim to be Dharma practitioner, so even this not trying to really into the Dharma their mind, so that which is very much the normal common there. So Paul very much turn into like poisonous snake. Poisonous snake, you can look at the outside. So this snake has a really colorful and so many patterns and very nice. But inside, which is very much dangerous. So if that colorful, very beautiful snakes, harder inside poisonous, when this poison is a snake bite you, you will immediately go to an hospital or man. Also very risky to your life. Because if we are not trained into real Dharma practitioner, artificial Dharma practitioner, so it's very much as like this. So very much dangerous to brain and the theory neurons. And when you are go into the three norms, where you have to rebirth, semi life, or liberating. Thầy đọc câu Rukut Sindhu Như Nôm Hông Nam Bê. Như vậy chúng ta thấy trong sách Dana là giấu giếm phiền não như nuôi rắn độc, khi gặp nghịch cảnh phơi bày tính xấu của người vụng tu. Thầy nói dù bên ngoài nhìn như là một hành giả thực tụ, nhưng mà bên trong tâm không có trộn lẫn hòa nhập với lại pháp, thì giống như là con rắn độc như vậy. Bên ngoài thì nhìn rất là đẹp, vàng xanh, vàng đỏ, vàng trắng, nhìn rất là hoa văn, nhưng mà bên trong thì chứa một bụng nọc độc và vô cùng nguy hiểm. Nếu mà rắn mà cắn chúng ta thì chúng ta sẽ lập tức vào bệnh viện và nguy hại đến tính mạng của chúng ta. Cũng như vậy, nếu như hành giả
mà bên ngoài che phủ bởi những cái kiến thức hoa văn của Phật pháp, mà bên trong tâm không có thuận chánh pháp, không làm theo những cái việc để mà có thể tịnh hóa thân tâm mình, để mà vào trong pháp để mà có sự chứng ngộ, thì đặt thì chắc chắn rằng là người đó sẽ vào tam ác đạo, và đã vào tam ác đạo rồi thì rất có khó có khả năng để có thể lên làm người, sinh lên làm người, hoặc là rất khó khả năng để mà có thể giải thoát được trong ba ác đạo đó. So when we are our mind not trained to really dharma practitioner, dharma mind, and particularly not training and mind training, so whatever actual really comes situation, so when difficult situation, so we cannot in order to handle, so then you can show off evidence. So your anger will come out, your actual attitude is coming out, and that reason you can see if whoever not really in the perfect effort into the Dharma, actual situation comes, that person is a very violent and a beat and a sharp, saying very nasty things, showing actual picture in everybody in front. Khi tâm của chúng ta không có thuận với pháp, không hướng về pháp, khi chúng ta không có luyện tâm thì cảnh khó đến chúng ta không thể nào gánh nổi. Vì không thể gánh nổi cho nên tất cả những cái gì thực nhất ở trong tâm chúng ta xô ra, diễn tả ra ngoài để người ta thấy, đặc biệt là cái sự sân hận, cái thái độ tiêu cực phát sinh. Và khi mà cảnh đến thì thầy nói rằng là những người mà không có pháp chân thực đó, thì thấy ngay rằng là họ rất là bạo lực, họ rất là giận dữ, sân hận, và tất cả những cái thái độ tiêu cực khác đều phơi bày ra cho bên ngoài hết. So that reason, which is extremely very important to, we need to examine always ourselves, not like judged by other people's. So we can judge ourselves as the best ways. So if you can every day, daily life, what levels your practice and what you did, what is your motivation, morning to evening, evening to morning, whenever you remember, if you examine on our mind, so that we can in order to tend our mind, then our mind turn into the Dharma. So then actual situation, very difficult one comes, also we can in order to handle. So we thought that if we are turned into artificial practitioner, no matter how much you are try to just like pretend like next, you are a good practitioner, good model, but when actual situation comes, we cannot really able to handle because this is not real, you know. Cho nên thầy nhắc lại một lần nữa, điều này thầy nói rất nhiều trong cái giảng pháp rồi, là luôn luôn chúng ta phải phán xét chính bản thân mình mà không phán xét người khác. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, chúng ta hãy nhìn lại tâm mình, chúng ta hãy xem thử xem mình đã hành trì đến đâu rồi, mình ở mức độ nào, tâm của mình như thế nào. Và đó là cái cách luyện tâm để chúng ta đưa tâm của chúng ta vào pháp. Khi chúng ta thực sự nỗ lực như vậy, đưa tâm của chúng ta vào pháp như vậy, thì nghịch cảnh đến chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta vượt qua một cách nhẹ nhàng. Nếu không, chúng ta chỉ là một người giả tu, thì khi một cái người giả tu mà tâm không có pháp thì cái thực cảnh mà hiện đến thì không thể nào có thể gánh nổi, và tất cả những cái thói xấu phơi bày bên ngoài. So that reason we call him Guru from father, Lama Chenpo Thupi Nyodo Zek. So we recruiting all the learned masters,
giving and blessing after all limitless centuries. Ranyu Rangitol Sinjela, so requesting, please blessing that our thoughts are able to tame our mind, turn into my mind, ordinary mind, turn into a Dharma mind, that kind, please, and be blessing us. We request it. Lama chano tu se nyu du ji trang yu rang ji thu wa chin ji la. Thầy trong sách đang ghi là thầy ơi xin thầy nhớ nghĩ đến con, đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con, giữ gìn cho con hàng phục tâm này. Thầy nói vì vậy chúng ta hướng nguyện đến chư đạo sư và chư tổ dòng truyền thừa, xin cho chúng con có thể hàng phục tâm này, chuyển tâm thế gian và thành tâm của pháp. So Ranju Ranga Thor Sindhila, which means Rang means myself, you know, you means our mind. So somebody training you, like close to you, and they train your mind, doesn't work. So now we pray, we call in guru, and they practice mind training. When we can train our mind, I mean our very aggressive, nasty, angry, very rough mind, when we can train that way, perform a practice, so our mind will be turned into very calm, very tamed, very gentle, and a very kindness person. If our mind not turning that way, so you can see how much we can hurt other people, how much our mind can harm for other beings, you know. So that is now in this century, this time, so many negative people, negative mind. That reason they can hurt others, like having war, that also coming negative mind. Negative mind can also physically and mentally always hurting other beings because not trained their mind. And not mind turning to tamed, turning to rubber mind, then harmful like this. Rang du, thầy nói chữ rang là con và chữ du là tâm. Chúng ta luyện tâm của chúng ta. Chúng ta nếu như không thể luyện tâm được thì tâm của chúng ta rất là sân giận. Thầy nói rằng là chúng ta luyện tâm của chúng ta từ một tâm rất là thô ráp, sân giận, sân si, trở thành tâm an hòa, nhu nhuyến, nhẹ nhàng, từ tốn, thì chúng ta cầu nguyện là xin cho tâm chúng ta chuyển được từ trạng thái trước qua trạng thái sau như vậy. Nếu không, tâm chúng ta rất là thô ráp, xấu ác, thì luôn luôn làm tổn hại người khác. Thế kỷ này đây, nhân loại luôn luôn có thân và tâm rất là tiêu cực. Vì tâm tiêu cực cho nên là sẽ dẫn tới những hành động rất là tiêu cực, làm tổn hại tới những người khác, những chúng sinh khác. Okay, so now we can practice your meditation. Let's start. Okay. Bây giờ chúng ta thiền ngắn với thầy.
chị tu gồng la phô rao đô chê khám dung dung giang bê đồng tu nên ba dục mê dung sô nam đa bê bông su chi nhang đăng giao tên chín la chê ba vị giang bô nam chú rô vi nhén chú ghi la ma cao gia su sê sô ngô vô mi dư chô bê si hoa đăng răng xin luôn trù tên dung lô mi thu đa số là sam đa bê môn bày rê chốc lê nam dạ gẹo lê bèo ba dung xin thân thánh trường thọ sắc thanh tịnh bất tử trì minh vương giác giả nhập đại định kim cang nguyện thầy trụ vững vàng trong bất nhị lớn rộng, tay thầy đầy uy lực, rải công đức vô biên, bậc hộ trì chánh pháp, thanh tịnh và tối thắng, đứng hóa thân uy dũng, hiện thân lòng từ hòa, bậc đạo sư cao tổ, nguyện xin thầy từ bi, sống lâu trăm đại kiếp, chân tánh thầy bất biến, tỏa rạng ánh bình yên, nương nhờ lực tự nhiên của trùng trùng duyên khởi, nhờ thầy phát đại nguyện mà con và chúng sinh hưởng được nguồn trong sáng, tâm đại bi của thầy, đấng thế tôn tối thắng, nguyện cho tấm lòng thầy đầy ngọt lành tươi sáng, chiếu tỏa khắp mọi nơi. Thank you.